hợp tác vui vẻ. Hay chưa, ở lại đi ăn cơm với em đi, em đặt bàn cho. Anh nhớ là vợ của em cũng ở gần đây mà. Hay là em mời vợ em qua đây để ăn cùng luôn đi. Thôi anh đừng có nhắc tới cô vợ của em mùa nữa. Căn bản là không xứng để ngồi cái bàn này. Trương, thế vợ em thì em tính sao? Kệ cô ta đi anh. Anh nhìn đi, hoa thơm dày mà. Anh thấy là mình không thể hợp tác được nữa rồi. Đi về tí. Chuyện này là sao? Anh chỉ kính trọng hai loại người. Loại người đầu tiên là có quy tắc làm người. Loại thứ hai đó là những người biết ơn. Nhưng mà cuộc sống là cuộc sống, còn hợp tác là hợp tác mà. Loại vong ơn bội nghĩa là không còn nhân cách thì tốt nhất là không nên hợp tác. Bằng đầu đỡ chinh đi à, bí thiên khai cầu kỳ đi hay đéo vô. Nà xuyên xuyên yêu.